Xin kính chào tất cả quý khách hàng, rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá hôm nay. Và em Hiền Kim xin phép lên sóng giới thiệu với tất cả các anh các chị một chiếc xe. Em dám khẳng định rằng là để tìm được một con thứ hai đẹp như thế này và chất xe giữ như thế này thì chắc chắn là sẽ rất là lâu nữa hoặc rất là hiếm để anh chị có thể gặp được. Chiếc xe này là Toyota Altis, phân khúc xe hạng C, bản 1.8G, 2013, số sàn chính chủ một chủ từ đầu, biển 37 Nghệ An, và xe hiện tại đi có 7 vạn thôi. Bao zin cho anh chị không một lỗi nhỏ. Anh chị có thể mang ra thợ, ra hãng test. Và em khẳng định luôn, để tìm được một chiếc xe chất như thế này, đi ít như thế này và đẹp như thế này thì chắc chắn là rất là khó để có thể gặp được. Và em kính mời các anh, các chị, các bác cùng đón xem chi tiết của chiếc xe Toyota Altis bản 1.8, số sàn 2013, chính chủ một chủ từ đầu, xe đẹp như thế nào các bác nhé. Cùng ngắm giúp em ạ. Nhìn xung quanh xe thì nó chỉ là xước sát nhỏ thôi. Đấy, những cái vết xước nhỏ em còn để nguyên, không động chạm gì cả. Vì khi anh chị xem thích yêu cầu làm thì lúc đấy em mới cho làm cho anh chị. Chị có nhìn một con xe mà 2013, 2013 mà gầm của nó như thế này đấy ạ. Mình nhìn có mê không ạ? Khoang nội thất, cánh cửa, khoang máy. Nếu anh chị nào tinh ý thì anh chị có thể nhìn được từng chi tiết trên xe của bên em nhé. Quá đẹp luôn anh chị ạ, đây vô lăng của nó đây ạ. Xe vừa về tại cửa hàng bên em, xe mới chạy có 7 vạn thôi. Anh nhìn thấy cần số luôn ạ, mọi người có thể nhìn cần số luôn của chiếc xe này. Chiếc xe này thì chủ cũng đã lên một chiếc màn hình Android. Chúng ta có thể ngùng ngắm tất cả những cái chi tiết ở trên xe. Xe đang nổ máy đấy ạ, chiếc xe này đang nổ máy anh chị nhé, và rất là êm luôn. Gọi là hàng siêu đẹp rồi đấy ạ. Em quay qua khoang động cơ một chút để anh chị cùng ngắm. Phải nói chiếc xe này là quá đẳng cấp luôn, quá đẹp. Đẹp vì cái chất của nó anh chị ạ. Đây xe đang nổ máy này. Anh chị đã bao giờ gặp một chiếc xe Altis 2013 mà đẹp như thế này chưa? 368 triệu bao rút hồ sơ bán tại cửa hàng. Em chỉ nói là anh chị nhìn giúp em tất cả từng chiếc ốc xe máy nhé. Sáng choang luôn ạ. Một chiếc Altis quá đẹp. Và nếu các anh, các chị, các bác có nhu cầu tham khảo, quan tâm chiếc Altis siêu đẹp, siêu chất này thì anh chị xin vui lòng nhấc điện thoại lên và gọi cho em Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555, hoặc 0941 337 888. Hoặc anh chị có thời gian thì kính mời các anh, các chị, các bác ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.